Hello, chào mọi người. Hello anh Khánh. Khoan đợi em xíu nha. Chào mọi người nha. Miao, anh nhá sao? Ta cùng nhau cùng lớn lên chung đường. Đi học ta cùng đi chung một tầng. Và cứ thế từng ngày. Em chào anh ký ức, hello anh. Nụ cười đó. Em chào anh Khánh. Đợi một xíu đã. Chào anh single dad nha. Hello anh Bình Khôi, I love you. Chào anh gà. Ngày xưa anh. Ủa anh gà vô Sài Gòn chưa? Anh hứa là vài bữa nữa là em đi sẽ không xa. Bữa giờ em tóc đen mà. Vài bữa nữa em đi Hà Nội rồi. Dù sau đó chẳng biết ai. Hello Quá Nhi nha. Mùa 10 chắc em về Sài Gòn lại rồi. Thế gian nhau thôi. Mùa 10 là em về Sài Gòn lại rồi. Vì đâu nồng nỗi đêm hôm nay. Điều gì ngăn ly chuyện tình tan nhanh đến. Em đi Hà Nội chơi á. Mọi người có ai ở Hà Nội không? Ra chơi với em. Nên em cứ nhớ điều ngọt ngào. Tôi để ý lần nào tôi show cũng có người bắt tôi hát bài Quà Cho Anh là sao. Hello Hồ Thiện Như Ý nha, chào em. Đừng ai nhắc đến anh một lời. Em ra Hà Nội. Em đã chơi vơi khi nghĩ tới. Anh đã xa em mà em còn lo lắng cho. Hà Nội chán phèo hả? Tại em ra ngoài đó chơi với bạn. Chơi với bé Hải. Anh được mặt lại tuôn. Vòng tay yêu hút này anh đã không cần. Anh Khánh rồi. Tại sao nỡ buông tay em thật nhanh. Dù lẽ em đã xóa nhòa. Sao anh Khánh im re vậy? Thời gian trôi sao vết thương. Cho anh đi ké Hà Nội hả? Anh đang nghe em nói mà anh không chịu nói chuyện với em gì hết. Buồn. Hôm qua em đi chơi á, mọi người có đi đâu chơi không? Hôm qua là Halloween, mọi người có đi đâu không? Tình yêu đã thuộc về quá khứ. Đã muốn có sai. Sao anh Khánh ở nhà? Ủa mà anh Khánh ở đâu em quên mất rồi. Tự nhiên ở nhà không có là lễ phải đi chơi chứ. Chỉ là không yêu nhau. Hello, xin chào Nguyễn Thị Minh Hoàng. Là khi anh bên em đã mất đi nhiều cả. Hôm nay mưa nên ở nhà. Hôm qua mưa đâu mà mưa. Chỗ em không có mưa nha. Xạo hả? Qua là em đi ra bùa viện. Em ra bùa viện em làm. Xong vui lắm. Cũng có mưa. Mà mưa lâm râm. Em nhảy quá trời nhảy luôn. Ở ngoài bùa viện là người ta nói. Người ta nhìn em mà với một cái ánh mắt gọi là trời ơi con này nó bị điên hả. Nó bị tăng động hả. Nhảy quá trời nhảy vui lắm. Ôi arigato akitomi. Lâu quá rồi mới vô sau Nhoi nha. Hổm rài bán bơm xong rồi nổ banh chành hay sao rồi giờ này mới vô xô em vậy. Chắc tưởng mới gì. Hãy lên kiên yêu.
chờ em nhảy mà tới nỗi mà người ta quay phim lại luôn. Chắc hôm nay là chắc là nổi tiếng rồi mọi người à. Nhoi của mọi người rồi nha. Mặc áo áo hở vai xong rồi áo tay dài xong rồi ngắn bụng như tới đây nè. Đó, nhảy nhảy bốc lửa luôn, nhảy mà đến nỗi mà rủ con bé, em bé đó tưởng đâu nó không biết nhảy ai về, nó nhảy kinh khủng trời ơi. Tụi em hả, giống như là hot idol thôi. Trời ơi đâu mà nổi tiếng, em giỡn mà làm gì nổi tiếng được. Thôi nãy giờ nói nhiều rồi, em sẽ hát tặng mọi người một bài hát buồn buồn xíu nha. Em chào anh Akitomi. Hát bài ruột hả? Hát bài ruột là bài gì? Anh biết bài ruột của em là bài gì không? Hello anh Núm Váy, Núm Lùm. Hello anh Núm Lùm. Chào bạn ở trên Facebook nha. Ơ, xoài chanh nha. Những đêm mưa nằm đây không một mình, nhớ thương anh em thương suốt đêm buồn. Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều, những giọt nước mắt chưa vơi. Biết xa nhau là em sẽ đau buồn, thế sao không chờ nhau cuối con đường. Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại, tan nát tim em bao buồn đau. Trời ơi cảm ơn Akito ơi nhiều nha. Thiếu nợ em hôm nay trả đúng không? Dạ hết rồi. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi tranh nhau có được đâu. Đến một lần, xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi tranh nhau có được đâu. Nha, sau một thời gian đi bán bơm và bây giờ anh ấy đã quay trở lại và trả nợ cho em. Bán bơm rất là giàu. Anh gà phải tặng quà cho em gái chứ. Qua tháng mới rồi. Hôm nay hát hay đột xuất, ngày nào người ta chả hát hay. Những đêm mưa nằm đây không một mình, nhớ thương hoang nhồi thức suốt đêm buồn. Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều, những giọt nước mắt chưa vơi. Em biết gì biết xa nhau là em sẽ đau buồn, thế sao không chờ nhau cuối con đường. Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại, tan nát tim em bao buồn đau. Em cảm ơn gà. Gà nhiều lắm, để chụp hình lại nha. Xie xie anh. Xấu à, em xấu à. Dễ hơn. Tí anh em gái mưa gì đi á. Đó đây nha hả, ok xíu nữa nha. Trời ơi mới lên show mà được mọi người tặng cho em mùi vương miệng nè, 70 cây kem nữa, thích quá. Đến một lần, xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. À, cái này em thích nè, cái này em thích lắm. Em cảm ơn gà nhiều. Yeah.
Cảm ơn anh nhiều. Bây giờ Túy Âm hay là Em Gái Mưa? Mọi người muốn bài gì? Chào anh Leo, chào anh FC Quảng Ngãi nha. Tặng quà bù vào Sài Gòn chưa chắc được gặp. Thôi đi anh à, em gặp anh là một chuyện, còn hở cái chuyện mà anh tặng quà cho em là chuyện khác. Tại vì anh biết sao không, em quý anh gà rất là lâu rồi chứ đâu phải là mới đây đâu. Anh nói là em buồn, em còn phải bắt anh phải gặp em nữa chứ đừng có nói là không tặng quà cho em rồi thôi em không chịu gặp. Anh làm như vậy em buồn lắm em biết chưa. Để anh vô giờ ăn xương. Anh vô đâu mà gần gần á, vô phố đi bộ á, nó gần. Sẵn tiện cho bạn gái biết phố đi bộ là gì nữa. Anh vào từ 20 năm trước rồi mà giờ con bé mới biết. Tại em hát á, em xin lỗi anh Leo nha. Hôm nay mọi người thấy phòng Nhoi có một điều gì khác biệt không? Hãy lên mic đi o nha. Ừ vô đi đi. Mưa trôi cả bầu trời nắng chưa theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đầy mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn tình cảm dầm mưa thấm lâu em nào ngờ mình hôn nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chốt vô tình thương nhỏ như là em gái. Đừng lo lắng về em còn yêu anh. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buồn hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sâu bờ môi ấm áp dịu dàng vai anh. Em đã bao lần yên sáng nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh. Giờ mây trời non háo hức đang đợi mưa dần giống em ngày xưa. Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh. Bây giờ nè em bảo nè, bây giờ em cảm ơn Akito nhiều nha. Bây giờ anh vô Sài Gòn á thì anh phải đi phố đi bộ và uống coi, cái đó mới gọi là đặc sản của Sài Gòn, anh hiểu chứ. Coi ở những nơi khác sẽ không bao giờ có. Anh vô Sài Gòn đi, em sẽ dẫn anh đi uống coi và anh trả tiền. Ok. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chốt vô tình thương em như là em trai. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buồn hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sâu bờ môi ấm áp dịu dàng vai anh. Trời yêu mà em đã dành cho anh. Giờ mây đen quyền thành bão sông có đang dần kéo đến. Em chào chị Lùng. Mấy mốt chị Lùng kêu em là Nhoi đi, đừng có kêu em là Quỳnh. Coi mà em nói tới á là một hãng trà sữa, chứ không phải là bún coi. Sai rồi.
Ủa mọi người, sao mà em nâng cấp phiên bản mới lên rồi mà sao nó vẫn tặng quà chưa có hiệu ứng kỳ vậy ta? Dạ, em vẫn đi uống trà sữa. Trà sữa tên là Coi, nhưng mà Coi này nè chứ không phải là Coi của anh. Đó vậy á. Ừ. Nhìn trên cao. Em chào chị Long. Có hiệu ứng mặt trăng đâu, không thấy. Nè không có. Chặn Tấn Huy nha, cảm ơn Tấn Huy đã lên ghế ngồi chơi với em. Coi là một danh từ gồm 3 chữ: ca, oi, cờ. Ca, oi, cờ, oi, cờ, coi. Sai rồi. Ca, oi, y, oi. Cờ gì? Oi, y, oi. Ca, oi, coi mới đúng. Cảm ơn chị Lùng nhiều. Rồi mình chuyển sang tiếng Anh. Mọi người không thấy hôm nay cái chỗ phòng em nó có cái gì khác hả? À chỗ này nó mất chữ O rồi. I love you. Mất chữ O rồi. Hồi em gắn lại. Em chào anh Trường. Giữa đêm tràn ly, anh chìm đắm trong mến cây đời. Nóng khóc chết làn mi, uồn cùng anh cho đêm nay say chân ngắn. Giờ than năm ấy còn đâu, những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh người là giữa mấy ngàn về chuông xa xôi. Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh thêm một lần để anh được gần trái tim của em dù trong phút giây. Em chào anh ghế một đẹp trai thân thương của em mới đổi avatar. Anh Trường ăn cơm chưa? Cho tôi một chai nước đó bà. Dẫu em không thể ở lại với anh, mình chẳng cùng với nhau. Trời vãi ế nữa chứ. Anh trai à, vài bữa nữa em ra Hà Nội chơi đây. Anh trai có ế không? Để em dẫn theo một chị gái dễ thương là Mai với anh trai nè. Có hả? Anh cao 1m bao nhiêu? Dạ em định là mùng 3 đi á chị. Ba tay. Anh cao 1m6 hả? Chị anh muốn người yêu cao 1m mấy? Gì đâu. Chị tính đi 14, 15. Ôi 17 em về rồi. Đi hết con đường mơ hy vọng một ngày xanh. Tháng năm thăng trầm dòng đời ngã nghiêng. Mình tự rời bỏ nhau đi đến điên dại. Đi hết kia người xây cho cháy lòng. Lý là mai đi mà hôm nay chị chuyển nhà. Dạ ơi. Không thôi là ra ngoài rủ chị đi chơi chung rồi. Em đi là 3 tay. Đến 7 tay em phải về rồi. Em không được ở được lâu. Em muốn ở lâu lắm nhưng mà không có cái gì ràng buộc để em cho em ở lại lâu hết. Chỉ có người yêu ở Hà Nội nhờ. Đi hết con đường mơ hy vọng một ngày ngã xanh. Tháng năm thăng rầm rùng đời ngã nghiêng. Mình từ rời bỏ nhau xây đến biên dại. Xây hết kiếp người xây cho cháy lòng. Em đi Hà Nội em thích nhất là cái Hồ Gươm á. Mọi người có tin không? Em ở Hà Nội 3 ngày 3-4 ngày gì đó mà 3-4 ngày, ngày nào em cũng có mặt ở Hồ Gươm á. Em thích nhất là ngắm Hồ Gươm buổi tối với lại buổi trưa. Tại vì cảm giác của nó rất là ấm áp nè. Xong rồi nó... Nói chung là nó... Đã. Vâng, anh lại hơi đợi từ sao nữa. Thôi mà anh leo, đừng như vậy mà. 6-7 chủ nhật có phố đi bộ. Là ở ngoài Hồ Gươm có phố đi bộ hả anh? Em nhớ Hà Nội có một cái phố đi bộ riêng đúng không?
Ngày buồn rơi rơi là ngày em rất tôi. Em chưa được đi cái đó. À bây giờ em ra đó là em sẽ đi phố đi bộ. Ờ à, đi Sapa xa không anh? Em ra cũng ngay cuối tuần mà. Đi Sapa, đi Vịnh Hạ Long được không? Đi Vịnh Hạ Long. Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai. Không ai khó lành lặn, mình cứ thế đi miệt mài. Sao chị mắc cười em? À lần trước lúc ra bộ lúc 12 giờ. Đúng rồi, em hồi lần bữa vui lắm. Em đi ra Hà Nội xong em đi uống bia với mấy bạn á. Xong cái về cái khách sạn đóng cửa rồi nên em đi bộ. Em đi bộ ra hồ con hồ, cứ lộn hồ con rùa hoài à. Ra hồ Gươm. Xong cái anh Uber anh nói là muốn đi đâu anh chở đi. Mà con trai Hà Nội nha, ghê lắm. Con trai Hà Nội mê gái. Em chỉ cần nói là anh ơi giờ em buồn quá, em không biết đi đâu hết đó. Cái nghe tiếng khoái liền. Trời em người miền Nam à, em người miền Nam à. Sao em nghe mọi người nói là lẩu cua với lại đồ hải sản ở ngoài đó không có ngon. Em không có mê trai, trai mê em nha. Em nói cho mọi người biết, ra tới hồi Hà Nội á, em mà đi Uber là mấy anh đó cứ hỏi chuyện em à, không biết sao á. Sao em không một lời rằng trước với tôi người ơi. Đừng ngâm người về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đừng về. À anh trai em lái Uber hả? Vậy em đổi qua đi Grab. Because I'm truly lonely girl. Xung quanh đâu vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi em muốn tâm sự cùng người là một người không biết gì về đôi ta. Không cao lên nó sao anh ngốc quá, sao còn yêu cô ta. Không khuyên anh nên quên hay gắn hạn điều gì, vì anh đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe em nói. Become true. Sai rồi, quá sai rồi. Thôi em mở cho mọi người nghe nhạc một xíu nữa rồi tụi mình nói chuyện đang. Nghe bài Yêu Năm đi nha. Dù 12 cô gái cùng thử thách. Sao tóc em lâu dài quá à? Mãi mà nó chả ra gì hết á. Còn mình thì không. Cho tóc tiếp xúc với các dụng cụ tạo. Mở bài buồn hả? Anh bây giờ em mới mở bài nào buồn không? Mở bài khi người con gái cắt tóc nha. Khi người con gái cắt tóc. Hello anh Tiểu Màn Thầu. Ôi thôi mấy bài đó ghê quá à. Đời thông hay mộ. Tông rơi trên bàn. Hello anh Minh Khang nha. Chào mọi người mới vô nha. Ở trên đây là Facebook của em. Mọi người add Facebook của em nha. Ai có on bằng điện thoại mọi người nhớ bình chọn 5 sao cho em. Cảm ơn mọi người nhiều. Hôm nay của em được sửa lỗi cái chữ Talktv rồi. Anh ở tên là FX1278. Anh tên gì vậy? Để em gọi cho dễ. Hello anh Chấm. Khi người con gái cắt tóc. Đúng rồi. Bài này là Dick Rap nè. Dick là idol của em. Anh tên Sơn đúng không? Để em kêu cho nó tiện. Anh Sơn lên ghế ngồi chơi với em đi. Chà củ cà rốt. Chà Zero. Anh trai. Anh trai của em. Wow, em cảm ơn Sơn nhiều nha. Cảm ơn Sơn đã lên ghế. Anh trai. Em ra Hà Nội, anh trai dẫn em đi chơi đi. Trai bác ngoài anh ra. Ai cũng đẹp đúng không? Thôi, anh bỏ đi. Anh em với anh là anh trai em gái. Anh không có dụ em được đâu. Được quen phụ
Nhưng mà ở ngoài Hà Nội có cái gì hot hot anh dẫn em đi nha. Tao mày anh chưa nói, nắm tay ta cùng đi để mà đưa em đi qua Đại Dương và khu rừng xanh. Ngồi biết đâu đi chơi với anh rồi về em có người yêu thì sao? Với môi trường hạ trắng và anh sẽ luôn nhớ tất cả những kỷ niệm từ Sài Gòn để cho trời anh. Đá mắt như quỷ á. Vẫn còn đọng bên mình thúi sắc mái tóc em lúc tròn cổ thiên chi cái tình. Thôi cái đó mắc lắm. 30.000 một ly. Tiếng suối góc cách lều dài cả đầu. Em không thích. Em thơm ngát của trong bò tóc cháy cùng trong túi áo lưu bút và hồi thơ. Anh lại muốn đi. 2.000 một ly con khỉ á. Hôm bữa em ra nhà thờ á. Em uống một ly trà đào 30.000 với một dĩa cái gì đó. Cắn cắn á. Uống trà đào chứ không phải trà đá. Kiếm nhau và đâu với những điều không bật mí thì lại viết nhiều điều. Đúng rồi, Hướng Dương đúng rồi. Mà em nghe nói ăn Hướng Dương nhiều là bị nóng hay sao á. Còn vài mộng mơ còn đầy trên tường cũ rồi trong giây phút vị ngọt từ môi em. Hồi nhỏ lúc mà nhà em Tết á là em hay cắn hột dưa. Xong rồi em gom nó lại một cục nha, một đống hột dưa xong rồi em nhai một lần á, ngon lắm. Anh Khánh ở đâu mà sao anh Khánh biết hay vậy? Anh mong manh em nào hay có một người sau lưng em. Hello ngốc của Vân nha. Khẽ thơ mơ tóc nhẹ bay. Trong mong chi người nào đó yêu thương chi khi chẳng. Anh Khánh ngoài Bắc à? Có ở ngay Hà Nội không? Người con gái cần mái tóc yêu mềm. Anh Hướng Dương đâu đầu á? Ờ, tưởng ở Hà Nội. Thật ra thì anh ở Hà Nội này thật á. Sao vậy? Hello Nơ. Ở Nơ á, chào Nơ nha. Ủa Hoàng kiếm luôn á. Vậy mới mốt em ra Hà Nội em kiếm anh nha. Anh có Hà Nội 150 km. À là anh ở Bắc Giang gì? Bắc Giang chạy ra Hà Nội gần mà. Nhoi mà, Nhoi rất là Nhoi, rất là dễ thương. Chào bạn trên Zalo nha. Anh ở Bắc Giang mà. Ủa anh gà ở Bắc Giang. Em chào anh tên Hàn Quốc nha. Ủa bữa anh gà nói là anh ở Bắc Giang. Thôi anh đừng chia tay em mà. Ôi nói chuyện cứ như là yêu nhau không bằng. Em nhớ rõ ràng anh nói anh ở Bắc Giang thì cục quá. Ủa anh Thảo ở Bắc Giang hả? Vậy em nhớ lộn người rồi. Nhớ lộn rồi. Em không biết anh ở Nam Định luôn á. Thôi kệ đi, nhiều người quá có sự nhầm lẫn là không sao. Miễn sao em thương mấy anh là được rồi. Em thương mấy anh bằng cái tình cảm chân thật từ cái tấm lòng của em. Thành công, ta chờ nhau giữa nỗi đau dài. Ai thương ai như ai. Họ đâu cần tôi. Lòng này đã thông, có anh có sáng, anh có sáng, có sáng, bạn gái cũ đi chơi với anh rồi muốn gì nữa. Nhà em đang ăn một cái món là ngon. Em nói thử coi mọi người biết cái món đó không nha. Lẩu cá kèo lá vàng. Mọi người biết món đó không? Chọn lựa bên người vì nghịch cảnh bên nhau khi cần một điểm tựa. Thương nhau mình để đó vì bước không thể xa hơn nữa. Đến không được buông không đành, chẳng cách chi cho vừa. Mình đặt những hoài nghi. Anh đang cô đơn ở sân kệ anh. Hành hạ tinh thần nhau khi biết không. Lẩu cá kèo nấu lá vàng á, ừ ngon lắm. Thấy kết quả ngay trước mặt. Dạ đúng rồi, được chứ anh. Nấu chua chua một xíu là ngon luôn. Anh biết chứ, nhưng trái tim luôn thắng lý. Chứ tình yêu làm sao có thể chối từ. Cay đắng và xót xa chứ điều gì mình chưa trải qua. Hello biết nha, chào biết. Dài ra anh vẫn yêu em. Món đó chỉ khác là đang phải dối bản thân để mình. Lá vàng mà bác không có hộp hả? Cười, từ cứ vào kỳ vậy. Chung, đúng người, sai thời điểm, kết quả sai đâu đúng rồi. Lá vàng là một cái loại mà giống cái lá.
Em nói thật chứ em ăn cá kèo thôi, em chả biết lá là gì. Hello ba của em, chào tao phu. Ai thương ai nhớ ai, trong lòng ai đang thương. Thật, trước anh vô Nam mua ra Bắc không à? Nhưng mà anh mua về nó héo rồi sao? Cảm ơn tao phu nhiều. Nhà em đang ăn nhưng mà em ăn được có một chén là em chạy lên xô rồi. Có người thương yêu nhiều. Ủa bạn em đi làm hả? Không thể ngỏ, âm thầm dõi theo nhau vì thói quen ấy. Bạn em nó làm ở quán nét đó. Chắc chiều nay em đi ra nét chơi quá. Bạn cùng phòng làm nét. Trong đó vì yêu thôi chưa đủ. Em thừa hiểu. Máy bay sao kịp méo. Nếu có chăng mình đến được. Sớm muộn cũng đôi ngã nên anh giữ sự im lặng để mình không phải. Lá ngón là gì anh? Lá ngón lại là gì? Đôi lời thương lời mong nhớ. Em nghe người ta nói hoài à, mà em không biết. Để mối em kêu mẹ em mua về nấu ăn. Mình cho nhau hy vọng. Ăn vô là xuống ăn phụ. Ủa em nghe nói hồ Gươm á, nó rất là ít nước mà sao xuống hồ Gươm bơi được. Anh dụ em đúng không Thỏ? Anh tin là em quýnh anh khỏi về Bắc Giang không? Em dữ lắm á. Em không dữ lắm á, em nói cho anh biết đó, em quýnh anh khỏi về Bắc Giang luôn. Anh Thỏ nhớ dẫn em đi tạ hiền nha. Tạ hiền gì đó. Tạ hiền, ừ. Nhớ dẫn á. Cùng mình đi trên con đường xưa trùng lần cuối. Gương cười không nói cho lòng vẫn vừa. Rồi vòng tay cuối thơm mùi tóc em. Như hôm nào trong cơn mê còn ngất ngây. Ngày mây thôi đôi ta lìa xa anh còn nhớ. Hình lòng em muốn ta nhìn về nhau. Chả quên bao câu yêu thương em với anh hôm nào. Đành nhìn anh lòng em quay nhớ. Ngày đôi ta biệt ly rằng buồn chia đôi đường đi. Lệ em tôi nát mi mơ rằng lối anh về. Trái đất như quay giờ mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành hơi quay vươn. Thầm mong mình được vui ở đây phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ. Vẫn mong anh về đây chung với anh đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mặn hiểu suốt cuộc đời. Hello boss nha. Phố Tạ Hiền em nhớ là có bia thôi mà làm gì có đồ ăn. Mà không biết ở ngoài Hà Nội người ta có đi chơi đêm giống như trong Sài Gòn không nữa. Trong Sài Gòn đi chơi đến 4-5 giờ sáng rồi. Cùng mình em nhất định á. Nhất định là lần này em ra phải vào thăm Lăng Bác. Tại vì lần trước em vô thăm Lăng Bác nhưng mà không có được vô cái chỗ của bác nằm. Nhưng mà không biết nó mở từ thứ mấy đến thứ mấy thôi. Hôm trước em ra là thứ hai cho nên là Lăng Bác không có mở. Ngày mai thôi đôi ta lìa xa. Phát, anh chưa đi Lăng Bác á. Thật là một cái đứa không bao giờ yêu nước á. Thôi em phải mở bài nào về Bác Hồ hát cho anh nghe để cho anh động não lại mới được. Em nghĩ là anh nên yêu nước một xíu đi. Nha. Mọi người phải đi chứ. Thứ ba với thứ sáu. Thứ ba với thứ sáu thì đóng cửa hả anh? Con còn chưa đi. Vãi. Thôi 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 đừng nói vậy. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Em chào người lạ. Ai... Từ từ để em hát lại. Bác chúng em dám câu cơ người thành thai. Bác
chung em mắt như sao dù hơi dài, má chung em nước da nâu vì sự xóa, má chung em thì cương quyết trả thù nhà. Anh nghe bài này anh có cảm thấy yêu nước hơn chưa? Anh phải lúc nào á cái lòng của mình cũng phải toát ra cái chữ yêu nước, đi đâu cũng phải là Hồ Chí Minh, biết chưa? Nhưng mà em nghe đồn á là cái chỗ đó là cái đó không phải là xác của bác Hồ đâu, mà cái đó là cái xác giả á. Nghe người ta nói vậy á, chắc bây giờ em đang phản động. Em cảm ơn anh Gà tặng em một cái kem nha, xí xí anh. Đùa thôi, hát bài khác đi, giỡn hoài. Hát cái gì làng quan họ của tôi đó. Nhất định em phải đi thôi. À, em chào anh Gà nha, vài bữa nữa em đi Hà Nội chơi. Đây, phởn vậy. Đi về xong rồi kệ em, rảnh quá, rảnh nó đi chơi thôi. Dạ có. Vào chung cho đỡ tốn tiền đi xe ra ngoài bến xe. Hải đó làm gì nó ra vô à, như ăn cơm á. Mọi người nghe em hát thử có hay nha. Dạ. Anh coi đi, mùng 3 em đi rồi đó, ba tay em đi rồi đó. Làn quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát ngồi, những đêm trăng hát ngồi, con sông cổ lớn bao quanh, lang lưng làn quan họ xanh xanh. Lần quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, đồn gió nón quay thơ người ơi, nón quay thơ nói gì người ơi. Bài nào mà không hay hả? Thật ra thì em hát không có hay đâu, chỉ là em cố gắng em hát thì nó nghe được thôi. Hello anh Táo nha. Em đi máy bay toàn đi buổi tối thôi. Đã lắm á. Anh không biết cái cảm giác mà nhìn máy bay buổi tối đâu. Thấy đường á, đường đèn á. Tại vì em là một cái đứa rất là thích buổi tối, nhưng mà em vẫn muốn trải nghiệm được cái cảm giác nhìn máy bay buổi sáng. Nó có nhiều mây á, mình đi ngang mây á, thích chưa thấy được. Dạ đúng rồi. Làn quân hoa quê tôi, tháng xiên mùa hát hồi, những đêm trăng hát vội, con sông cổ lạnh băng quay. Cái bữa đó không có mây, cái bữa đó không có mây, em không có nhìn được, em không có được ngồi ở ngoài. Cái bữa đó có người ngồi kế em, người ta ngồi ở ngoài, em đâu có nhìn thấy mây được đâu. Giống như bữa đó đi còn thua buổi tối nữa. Lần này đi em rút kinh nghiệm, em sẽ bảo người ta cho em ngồi ở ngoài. Nón quay thơ nói gì người ơi, nón quay. Thôi ngại lắm. Trời, mọi người không biết cái cảm giác đâu. Kể cho mà nghe. Để em kể cho mà nghe. Trời ơi, trai trai lại ngồi kế trai đẹp.
cái bữa đó là em đi chung máy bay mà em phải bị ngồi giống như là ngoài cửa máy bay là người ta ngồi, xong rồi em ngồi kế bên, mà cái đứa ngồi ngoài cửa máy bay là một đứa trai đẹp, nói trời, nó đẹp một cái cách mà gọi là đẹp mà kiểu hot boy á, baby á. Mà em là đi máy bay em rất là sợ, đi một mình là thôi thua luôn, em phải nắm vô một cái thứ gì đó em mới chịu đựng được. Mà nó nghĩ là em thích nó hay sao á, bữa em cũng muốn nắm tay nó lắm luôn á, em nắm nó mà em cứ dựa vô nó vậy nè. Trời ơi, chắc người ta nghĩ là con gái Sài Gòn chắc cái kiểu mê trai lắm. Khổ tâm. Lần này đi máy bay em phải quyết định là ngồi kế một chỗ ông chú nào đó để em cua em cho bằng được. Cách sao xa nhau. Đó là tình... Ha ha, mê trai quá. Ông chú luôn, đúng rồi. Bây giờ là phải yêu ai mà lớn tuổi hơn mình á mới có đủ kinh nghiệm, chứ mấy thằng trai trẻ bây giờ cỡ 20 tuổi như em nè không có kinh nghiệm đâu, phải yêu mấy anh cỡ 25 tuổi, 27 tuổi á. Cảm ơn Leo nhiều. Hôm trước đi nhậu với Trí đấy. Ờ, không liên quan gì đến em nha. Cây đắng xót ra chưa đi. Anh Trí là người ta có người yêu, có vợ, có con rồi, em không có dám đụng vô. Em không biết như thế nào nhưng mà tiêu chuẩn của em á rất là khó luôn, khó cực kỳ. Phải quen từ 25 tuổi em vẫn cho là trẻ trâu nha, 27 tuổi đổ lên thì em quen. Còn mà nếu mà còn nói về cái độ 25 tuổi trở xuống á thì em xác định là bạn thân, bạn bè thân thiết. Nếu trong cái trường hợp mà người đó rất là hiểu em, đẹp trai, xong rồi hiểu em là thương em thì cỡ 25 tuổi thì em còn chấp nhận được. Em không nói anh như hả? Em đâu có bơ leo đâu. Không phải, cái ý của em nó không phải là em nói mấy dễ trâu. Ý của em là trong cái chuyện tình cảm á, ở cái độ tuổi mà dưới 25 tuổi á là vẫn chưa có suy nghĩ chín chắn, vẫn chưa có trải nghiệm nhiều. Em thích những người đã từng trải thôi, chứ không phải là em... Nói chung là em rất là con nít. Nếu mà em quen á, em mà quen mấy người con nít giống như em á là em dễ chia tay lắm. Ờ, anh bây giờ là của người ta rồi, của người ta rồi, nên anh đừng có nói chuyện với em kiểu đó nha. Đừng có xịt em. Em mới lăn nách. Ngày nào cô cũng... Ngày xưa cô cũng thích trẻ trâu lắm mà. Ngày xưa là chuyện của ngày xưa, anh biết chưa? Sở thích ngộ quá vậy Nhoi. Em không biết sao á, càng lớn em càng ngộ. Thì bảo thay đổi từ hồi nói chuyện với anh. Ừ, anh là nhất rồi, cái gì cũng là anh hết. Tại anh mà cuộc sống của em bây giờ nó cực khổ như vậy. Anh khỏi nói nhiều. Chào Rum nha, cảm ơn Rum đã tặng quà cho em. Tại anh á. Ừ, anh đừng có phủ nhận. Chị cũng thích mấy người lớn. Đấy, chứ cho chị Lùng cũng thích mấy người lớn tuổi. Yeah, cảm ơn Rum nhiều nha. Mấy nay show được full ghế à, vui lắm. Dạ, với lại hiểu mình á, với lại là đúng rồi, tuổi lớn có nhiều tiền nữa chứ không phải. Vì đi em đừng ngủ dây dưa, vì ra coi dần mướm rơi hoa. Má ơi, lấy khăn cho bọn thăm cơn. Người ta đi về miếng nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa hoa. Cớ sao, cớ sao em còn nhớ thương người.
đâu, nói về tiền bạc thì em vẫn làm ra tiền được mà, không cần người ta cho em tiền nhiều. Về đi em đừng ngủ dây dưa, về ra coi trời nắng lên chưa. Nắng lên má lâm không nhận áo sao. Về đi em đừng ngủ dây dưa, về ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi giùm áo cho em. Mà có người yêu rồi á, cái lúc chưa có người yêu thì em đi du lịch thoải mái, còn lúc có người yêu là sẽ không được đi du lịch, cho nên em chọn cách sẽ không có người yêu. Về ra coi lòng mến đâu chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kế chờ. Vậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm. Mà nằm buồn thiêu. Em biết tại sao lý do có hai người lại trả lời một cái kiểu y chang nhau rồi. Cái lý do là trước đây em toàn quen mấy thằng trẻ trâu thì làm gì có tiền mà hai đứa đi du lịch, ok. Còn bây giờ thì nếu mà quen người có tiền thì hai đứa đi du lịch vậy thôi. Tính ra anh không giận bé Quỳnh mà chỉ hơi buồn. Anh Leo đừng giận em nha. Suy nghĩ tháng ở tháng hay hay. Vậy đi em đừng ngủ dây dưa, vì sao cô dần mướm ra hoa. Má ơi lấy khăn cho bầu thơm cơn. Người ta đi về miền nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa hoa. Cớ sao em còn nhớ thương ai. Nhưng mà em lại không thích cái loại đó. Mấy đứa mà trẻ trâu mà thuộc dạng có tiền á thì nó rất là kiểu bố đời á. Em rất là ghét mấy thằng bố đời. Em thà chọn mấy thằng bắt đầu khởi nghiệp không có tiền mà em quen, không được đi du lịch nhưng mà em hạnh phúc với cái cuộc sống hiện tại bình thường. Mà dù không được đi du lịch nhưng mà em sẽ có nhiều thứ khác, có tình cảm nè, được đi ăn, được đi chơi, vậy thôi. Vậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm trưa. Cứ gì mà nằm buồn thiêu buồn thiêu. Em hứa với anh luôn là em đi Hà Nội về em sẽ lên công ty em nhảy. Anh đừng buồn em nha. Tại vì á, anh biết không, nhà em lên công ty á, nó cực quá, với lại nắng mà hôm qua em đi làm á, hôm qua em làm đến tận 1 giờ sáng, 2 giờ sáng về tới nhà em thức trang trí phòng đến 4 giờ sáng nè. Sáng ngủ dậy trễ còn bị cúp điện, không có lên công ty được. Anh Leo đừng buồn nha. Chờ anh Đặng Thành Trung. Đây anh không có tiền chỉ có. Mọi người đừng có đề cập vô cái chuyện tình và tiền nữa. Mỗi lần mà em nói cái chuyện đó là em lại bực bội. Lấy chồng đường đời còn bao kế cho. Bảy tay em về. Vậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm trưa. Cứ gì mà nằm buồn. Tèo tèo tèo, còn 6 phút nữa là hết giờ rồi. Ngày mai em show 5 giờ sáng. Mọi người rảnh thì mọi người lên chơi với em nha. Thanh Huyền 47. Vãi. Em biết không ai rảnh mà. Giờ đó chỉ có là team nhà thôi. Giờ đó chỉ có là Tô Lô nè, anh Khánh thì hên xui, An. Ngày mốt thì 7 giờ.
chim kêu dưỡng hương. Làm sao 4 tuần em vẫn nhảy ở nhà mà. Biết gì hay. Nhưng mà phải để xem tuần sau em có lịch không mới được chứ. Tại sao lại bắt em lên công ty trong khi đó em lại không thích. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát giọng hò trên môi. Biển Tây xanh sớm mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Giới mộ điên điên say mê, dàn trống mênh mông vô dị vợ chồng nên bông điên điên nở cho lòng dân dương tình thương em khó mà lường. Chồng gần hỏng lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha còn đâu mà không khá. Đi về nhà thân xa xăm nơi chúng bưng điền ăn bông mà điên điên thiên mình nhớ. Dậy anh phải dẫn em đi ăn sáng, gọi muốn làm gì anh làm. Hồ ơi, ơi hồ. À, em cảm ơn ký ức nhiều nha, xia xia anh. Ơi hồ, chồng xa em có mà. Ủa, hồi đó giờ không có khái niệm ăn sáng hả? Mà để em xem bây giờ đi ra ngoài đó là chơi cái gì mới được chứ. Hôm bữa đi gần hết rồi. Bây giờ ví dụ mà ra ngoài đó thì chỉ là đi ăn mấy cái quán thôi đúng không? Em chào anh Trung nha. Anh Trung anh xăm mình đó đúng không? Em đi lấy chồng vì nơi xứ xa, kiếm ru điệu hát giọng hò trên. À, em phải ăn miếng lươn. Dẫn em đi ăn miếng lươn rồi phở gà nha. Em thích ăn hai món đó. Ý là em hỏi là phải ăn chung xăm mình không? Em hỏi nhận dạng coi coi phải anh không hay là anh chung nào á. Tại vì em quen nhiều người tên chung. Dạ. Chứ sao? Chọn món ngon ngon à. Cảm ơn Leo nhiều. Con bảy cũng vô Sài Gòn. Tụi mình đi chung chuyến bay chắc luôn. Em phải ăn mấy món đó để nhớ nhớ lại chuyện cũ á, biết không? Em biết em buồn đúng không? Anh vào hẳn rồi. Ừ, không biết đợt này ra nó còn trứng lương không á. Chứ phở nuôi Quỳnh được 1 tháng hả? Phở Hà Nội bán kỳ kỳ á. Phở Hà Nội nó không có ngon bằng phở Sài Gòn. Em nói kiểu cái mùi của nó quá là nồng luôn. Anh vào Sài Gòn ở luôn hả? Lập nghiệp trong Nam hả? Tự nhiên ở ngoài Bắc em thấy anh đang có uy vậy mà tự nhiên vô Sài Gòn. À, vô đây cua chị Vi đúng không? Không, ăn miếng lươn trước đi. Ăn miếng lươn trước. Ở cái phố gì, ở hàng gì quên mất rồi. Nói gì? Em ba Lao nha. Gửi thông tin anh lần cuối. Con tim muốn nhói trong đêm sầu. Dạ chắc ở nhà anh Thỏ. Vì khi tình quá mơ bao yêu dấu này cũng yêu
gió trôi đi mịn mờ. Đường vì cô đơn lạnh giá, lần thang phố vắng trong mưa buồn rời. Nhà anh gà để Hải ở. Lệ nhỏ trên mi sầu em khuôn ngôi. Người tình ơi, thôi hết năm tháng bên nhau tuyệt vời. Cuộc tình xưa xây đẫm mưa chơi kỷ niệm ngọt ngào nay đã trôi xa rồi. Còn đâu giây phút bôi soi còn quyến môi hoan gọi mời. Mong anh đã có chân trời một mình em trong cuộc đời. Mưa ơi từng chiều rơi. Còn gì không anh hỡi từ ngày lạnh lùng anh đã quay lưng rồi. Còn đâu giây phút dám tôi đắm đuối ôm trong vòng tay. Dẫu yêu nay đã phai tàn cuộc tình ra đi vội vàng. Anh ơi mình đánh mất nhau chứ sao. Anh trai mà, anh trai ở đâu em gái phải ở đó chứ. Đâu có được đi chỗ khác lỡ lạc đường rồi sao mà biết tìm về. Dạ giờ này em hết show rồi, idol cũng đã lên rồi. Em tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người.